Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ ăn một ít dâu tây nè. Nhìn dâu tây mới rửa, tươi rói luôn ha. Đó, mình mua ở Costco về đó các bạn. Rồi ở bên này là trái mâm xôi nè, mâm xôi màu đỏ. Mình trồng rất là nhiều ở ngoài vườn, hy vọng sang năm có trái để mình hái thiệt nhiều vô ăn nha. Còn đây là trái Việt Quất này các bạn. Đó, Việt Quất rất là ngon, hôm nay cũng ăn luôn. Thì chắc cả tháng 2 tháng gì rồi chưa ăn trái Việt Quất, chưa ăn trái mâm xôi. Rồi dâu thì mình hay ăn ở ngoài vườn. Thì bây giờ mình sẽ ngồi vô, mình ăn nói chuyện với các bạn cho vui nha. Chào các bạn, hôm nay ăn ít trái cây nha các bạn. Đi chợ về mua trái cây chắc một ngày rồi, ngày hôm qua hôm kia gì giờ mới lấy ra ăn, bỏ tủ lạnh. Thì ăn hôm nay ăn gì trước ha? Ăn trái dâu trước nè. Kiếm trái nào ngon ngon mời các bạn nè. Trái này cái màu đẹp quá ha. Trái này nó đang chuẩn bị chín đó các bạn. Hườm hườm nè. Xin mời các bạn, bưng nguyên dĩa luôn. Bưng nguyên dĩa mời các bạn. Xin mời các bạn. Mời các bạn cùng ăn cho vui nha. Rồi. Nặng quá. Thôi bây giờ mình tìm trái nào. Hương hương đi ha, trái này nè. Wow, chấm muối nha. Sang năm mình phấn đấu cố gắng làm sao mà mình trồng trái dâu nào, trái dâu đó phải hái được như vậy nè. Lúc đó chắc vui lắm ha. Đó, bây giờ chấm trái dâu mời các bạn này. Nhìn là thèm rồi các bạn, muốn chảy nước miếng luôn. Wow, nhìn trái dâu này ăn chắc giòn rụm mà thơm. Dâu này mùa này nó thơm lắm các bạn. Wow, mời các bạn. Ngon quá, đến mình nha. Quá ngon luôn các bạn. Tuyệt vời luôn á. Thơm, lạnh lạnh, chua chua, giòn giòn, quá ngon. Không biết làm sao mà bây giờ mùa đông dâu người ta bán rẻ hơn mùa hè các bạn, có 5 đô một hộp thôi, còn mùa hè mình thấy một hộp bự như vậy là 7 cho đến 8 đô. Làm sao mùa này không biết đưa ở đâu qua mà bán rẻ dữ không biết. Các bạn có thấy mình đi Costco đó, mình mua dâu đó, đây là dâu Costco nè. Bây giờ mình ăn. Quá ngon. Ăn thử Việt Quất nha. Ăn thử trái dâu chua chua rồi, còn trái Việt Quất nè. Trái nào trái đó bự thiệt là bự ha. Đó. Ăn thử trái ha, trái nào ngon. Đụng trái này nó chua quá. Cái vỏ nó giòn, cái hột nó nhai nó rột rột ở trong. Trái này ngọt. Hôm nay thứ hai ha. Hôm nay lên ăn nói chuyện với các bạn nè. Các bạn hỏi là chị ơi, chị kể lần đầu tiên chị qua Mỹ như thế nào đi. Hôm nay sẽ kể, đang được trước đang kể chuyện tình của mình đó. Mình kể hết vô trong cái video mà tôm nó vẫn còn để đó. Bữa nào duyệt lại rồi đem lên cho các bạn xem nha. Còn bây giờ kể lần đầu tiên qua Mỹ như thế nào. Ăn tí rồi kể nha, ăn tí rồi kể. Đó. Cái Việt Quất này chấm với muối cũng ngon nhưng mà nó ngọt sẵn rồi các bạn ơi, không có chua lắm. Trái nào mà còn sống sống thì chấm muối ok, còn cái này nó ngọt ngọt ngon. Trái chua.
Việt Quốc phải ăn hốt nắm vậy nè các bạn. Hốt chừng 4 trái à. Ăn nó mới đã. Ăn từng trái từng trái, nó nhỏ quá. Ngon lắm các bạn. Ở Việt Nam có một số bạn mình thấy ở trên Facebook có trồng được cây Việt Quốc mà chưa ra bông, chưa ra trái các bạn. Mình chưa thấy bên Việt Nam trồng cây Việt Quốc ra trái ra bông lần nào. Không biết các bạn nào có thấy cây nào ở bên Việt Nam ra trái ra bông cho mình thấy hình với ha. Mình chưa thấy hình, chỉ thấy cái cây thôi. Còn Việt Quốc á, thì phải chịu độ lạnh bao nhiêu trăm giờ lạnh á, thì cái cây nó mới kết trái á, ra hoa kết trái các bạn. Chứ nếu mà ấm ấm là sẽ không ra được trái đâu. Trái nào trái nấy. Đã à, các bạn thấy không? Căng thiệt là căng. Nhìn mọng, chín mọng luôn. Bự hơn cái trái ở ngoài vườn mình. Cái giống này bự. Trái ngoài vườn mình nó nhỏ hơn cái này chút xíu. Mà cái màu ở ngoài vườn mình nó có màu tím tím nhiều hơn cái này. Nó chín là đen, đen nhánh luôn ha. Đen vậy mà người ta gọi là blueberry, màu xanh. Mình không thấy xanh chút nào hết trơn á, mà gọi là màu xanh. Thấy ngộ quá. Ăn thử trái mâm xôi nè. Đang mơ mơ cái vườn của mình. Mình trồng 65 bụi mâm xôi các bạn. Trồng để hết dài trên một bức tường. Từng chậu từng chậu. Đó, khi nào mình sẽ bỏ video mà mình bắt đầu trồng cây mâm xôi như thế nào, rồi mình bón phân như thế nào, mình bỏ lên cho các bạn xem. Mình đã quay rồi, từng đoạn rồi mình sẽ bỏ hết lên cho các bạn xem. Nè, trái mâm xôi nè. Cái vị của trái mâm xôi nè, nó dễ ăn. Nó khó ăn, mới đầu mình ăn mình khó ăn. Nhưng mà khi mà đã ăn thích rồi đó, sao mà nó ăn nó ngon. Thích cái mùi này luôn. Mình rất là mê trái mâm xôi. Cho nên thấy trên online, người chủ vườn nào mà cho cây mâm xôi là chạy đi lấy liền về trồng các bạn. Wow, mâm xôi này mà xay sinh tố uống hết sảy ha. Thơm. Ăn thêm trái Việt Quốc đi. Ngon quá. Ăn trái Việt Quốc này vô đó các bạn, à, tinh thần của mình nó thoải mái ha. Nó vui vẻ. Tại vì nó giúp cho mình có trí nhớ hay sao đó. Rồi trẻ em, nó giúp trẻ em có nhiều omega 3, thông minh đó các bạn. Mình lớn rồi, ăn vô chỉ khỏe thôi chứ không còn thông minh nữa. Mà giúp cho người già minh mẫn ha. Ăn nhiều trái này thì giữ cho trí nhớ của mình tốt hơn, ít có bị quên. Mình bây giờ hay bị quên lắm. Ráng ăn trái này vô cho nhiều nhiều. Nó chua, ăn đụng một số chua. Sao hôm nay ăn Việt Quốc thấy ngon quá các bạn. Nhìn thấy rau ngon chưa? Ăn tiếp đi. Rau ngon quá. Tuyệt vời. Thử mình ăn được mấy trái dâu nha. Rất là ngon. Mấy đứa con của mình uống trái thơm
thơm với cam. Rồi nửa buổi thì ăn chuối. Còn dâu nè, hôm nay mình ăn chắc là tiếp tục, ngày mai là sẽ uống sinh tố dâu tiếp. sinh tố này ba thứ này trộn chung xay cũng ngon lắm các bạn. Mình ăn đâu có hết đâu. Đó. Rồi có mua dưa lưới nữa. Mới mua mấy trái dưa lưới. Giống dâu này, chút xíu mình coi cái hộp là gì để mình mua về mình trồng. Nó rất là thơm. Nó thơm lắm. Không biết lý do sao ha. Tại mùa đông thơm hay là tại giống dâu nó thơm. Nhìn cũng giống như trái dâu ngoài vườn mình mà nó thơm thiệt đó các bạn. Lúc mà đi mua ở chợ Costco đó, con gái mình mở cái hộp dâu ra là hửi liền các bạn. Nói sao mà ngửi thơm quá. Đó. Cái hộp thì giòn. Ăn dâu không ngừng miệng các bạn. Mấy ngày hôm nay dâu của mình nó lạnh quá, nó không có chín thêm được nữa. Cứ vậy thôi. Nhìn cái trái này dễ thương chưa nè các bạn. Cái trái ngộ ha. Nó có cạnh 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 nè. Chấm ăn ha. Nó ngọt ngay luôn. Cái thịt của nó nè, ở trong nó trắng mà ngoài nó đỏ đậm là nó ngọt, thì là ngọt. Cái này khỏi cần chấm muối. Quá ngon. Trái nào chua ăn mới đã nè. Tuyệt vời. Lâu lâu ăn bữa. Nhưng nói gì thì nói chứ, dâu mà mình hái ngoài vườn vô, dù nhỏ hay lớn, dù có chín hay là sống, ăn nó cũng rất là ngon các bạn. Nó tươi, nó ngon. Nó đặc biệt hơn những cái loại dâu này nhiều. Cho nên mình nhớ trồng dâu ăn nha các bạn. Tuy nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó rất là đặc biệt, ngon đặc biệt. Không có ở ngoài chợ, không có loại dâu nào mà giống vậy hết á. Nó vừa giòn mà nó vừa tươi vừa ngon. Này thì thơm, chua chua, trái này hơi chua chua. Trái này bự không? Kiếm trái nào bự thì bự. Trái này bự nhất rồi ha. Nhìn cái trái dâu này. Nó bự mà nó bè ra. Ngon không ha? Thử ha. Nó ngọt thì là ngọt, khỏi cần chấm muối luôn á. Chấm tí ớt ăn cho nó the the. Ngọt ngay. Các bạn xem video của mình thì cứ hỏi là chị ơi, cô ơi, kể lần đầu tiên đến Mỹ như thế nào đi. Thì hôm nay mình sẽ kể nha các bé. Thì ông xã của mình ở Mỹ về bảo lãnh mình diện đính hôn nha các bạn. Đó, thì làm giấy tờ trong vòng từ 6 tháng cho đến 8 tháng là xong đó các bạn. Thì lúc đó ông xã mình về cưới mình thì đã làm giấy tờ trước ở bên Mỹ rồi. Về trước làm đám hỏi. Làm đám hỏi xong rồi đem hình ảnh giấy tờ qua bên Mỹ làm đính hôn các bạn. Xong rồi được khoảng
2 tháng, làm khoảng được 3 tháng đó, cái ông xã về Việt Nam, đám cưới với mình rồi ở đó luôn. 6 tháng, chưa tới 6 tháng, còn thiếu 1 ngày nữa mới được 6 tháng. Thì lúc mà đi qua Mỹ thì tạm biệt người thân của mình ở sân bay, mình làm ra vẻ là cứng rắn lắm. Lúc đó có bầu, bụng được 4 tháng các bạn. Mang đứa con gái đầu tiên của mình á, yếu xìu, bị ngén, ốm nhô, ốm nhách. Xong rồi đi rồi thấy mẹ rồi anh chị rồi rất là buồn, rồi cũng chụp hình rồi đó. Nhưng mà buồn, nhưng mà mình cũng không có dám khóc nữa, giống như là giữ như vậy đó. Sợ khóc người thân mình sẽ buồn hơn, không biết làm sao không khóc được đó các bạn. Rồi cũng buồn lắm, đi cũng tạm biệt. Mà đi vô sân bay các bạn, rồi đi lên máy bay ngồi làm thủ tục xong ngồi trên máy bay. Máy bay chuẩn bị cất cánh á, là con người mình giống như mình cố gắng mình không khóc, nhưng mà nó bị khiếp á các bạn, giống như sao bây giờ mình phải ngồi trên đó tưởng tượng, wow, bây giờ mình đi đâu vậy? Giống như là mình phải rời xa người thân mình không có gặp nữa. Mình cảm thấy cảm giác giống như bị bao trùm á các bạn, nó làm sao á, nó gom mình vô, giống như mình đang bị buồn một cách mà buồn cực độ luôn. Xong rồi chịu không nổi khóc tại chỗ luôn các bạn. Khóc quá chừng là khóc to tiếng lên luôn. Xong lúc đó người thân mình chắc đi về hết rồi, thì mình vô làm thủ tục giấy tờ xong rồi mới lên máy bay ngồi khóc. Mà mấy cô y tá đó tới, không phải cô y tá, lộn, mấy cô tiếp viên hàng không tới đưa giấy cho mình chùi, rồi nói chung là đem mấy cái quà, cái kẹo sô cô la gì dỗ mình giống như một đứa trẻ vậy, tại thấy mình đang mang thai á. Rồi lúc đó lại không có ông xã kế bên nữa các bạn, đăng ký giấy tờ làm sao mà ông xã ngồi nơi mình ngồi đây đó. Mỗi lần mình khó chịu trong người á, mình cứ với ông xã vậy nè, giống như là anh ở đầu xong em cuối xong, rồi sao thấy nó buồn. Cái xong rồi chút xíu là năn nỉ mấy cô tiếp viên á, là làm sao để cho hai người ngồi gần nhau á, tại vì mình đang có con baby nữa mà mình rất là yếu, ngồi trên máy bay á, cứ ói giống như là say sóng á, say sóng liên tục các bạn. Nôn không ngừng luôn, mà đến nỗi ra màu hồng, màu vàng, mặt xanh, mặt đỏ, rồi cổ mình trầy xước, nó ra cả máu nữa. Cái mỗi lần máy bay người ta đem thức ăn ra cho mình ăn đó, ăn không nổi luôn các bạn. Cứ ói hòi như vậy, chỉ uống chút xíu nước vô thôi, mà mình cứ sợ lo cho đứa con trong bụng mình nó làm sao không. Thấy nó cứ đạp liên tục mà mình thì chóng mặt. Cái lúc đó đi qua, trước khi qua Mỹ, ông xã ổng làm cho cái gối mà để bỏ vô trong cái cổ để dựa ra ngoài sau như thế này nè đó. Mà mình ước gì á, hai cái người Mỹ ngồi kế mình đó là nhường bớt cho ông xã mình cái ghế để ông xã mình ngồi đây, để giống như cho mình dựa chút xíu á, ngồi thẳng vậy nè, muốn dựa nghiêng cũng được, cái ghế nó thẳng mà cái bụng nó cấn khó chịu lắm. Xong cái lấy cái gối mà ông xã ổng làm, ổng mua trái bông gòn khô các bạn, nguyên trái đó, về đọc ra xong rồi ổng móc ra cả hột, rồi cả cái bông gòn á nó bay tùm lum ấy, ổng nhét vô trong cái gối, ổng may một cái gối chằng cái cổ mà làm bông gòn á mà chưa có giặt đó, để nó hôi. Cái xong ngồi gần hai người Mỹ, mỗi lần mình muốn dựa cái lưng mình đưa cái gối lên một cái, thế là hai cái người khách ngồi kế mình đó nhảy mũi liên tục các bạn, tại vì cái mùi đó mình ngửi mình còn chịu không được, mà mình lại đau lưng muốn dựa. Cái đưa lên một cái là hai người đó nhảy mũi, mà mình không đưa lên là mình cứ ngồi hòi vậy. Cuối cùng mình chịu đựng 4 tiếng hay sao đó, mình chịu hết nổi rồi, mình khóc một cách khóc la lớn lên, giống như là muốn ai đó giống như cho mình chỗ nằm hay gì đi. Cái mình nói giờ mình chỉ muốn nằm thôi, nó chóng mặt một cách khủng khiếp các bạn, nói muốn nằm. Khi mình nói với ông xã thì ông xã nói với mấy người tiếp viên là mình muốn nằm, mình chịu hết được rồi. Cái người ta mới nói hai người Mỹ đó là có muốn đổi chỗ không. Hai người đó yes, hai người đó muốn đổi liền. Họ ngồi gần mình đó, vừa nghe mình khóc rồi vừa nghe cái mùi bông gòn người ta nhảy mũi. Cái mỗi lần mình đưa cái gối bông gòn lên mình để người sau lưng, cái người ta kêu oh my god, ashi, làm liên tục như vậy, mà mình thấy mình đang say sóng mà mình cười không nổi luôn các bạn. Nhưng mà mình phải chịu thôi, mình đau lưng quá muốn dựa, mà dựa dài thì dựa không được, không hiểu sao nữa, phải có cái gối.
cái cuối cùng hai cái người đó được tiếp viên người ta chuyển đi chỗ khác các bạn, người ta cho mình nằm luôn, dỡ cái gọng ghế lên cho mình nằm hai cái ghế đó luôn, dư hai ghế, cái ghế mình ngồi nữa là ba cái, nhưng mà một hai cái ghế đó mình qua đó mình nằm. Nằm sao cái người ta thấy mình nằm đó không được, người ta sợ mình bị rớt xuống ghế hay là gì có ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng á, cái người ta không cho mình nằm đó nữa, người ta đưa mình vô trong kho các bạn cho nằm ở dưới đất á, xong rồi nó có cái dây an toàn á, nịt người ta nịt chân mình nè, nịt bụng nè, xong đưa cho mình cái gối, vậy là nằm ngủ cho tới Mỹ luôn các bạn, khủng khiếp. Mình ngủ cái là mình mới quên được cái cảm giác nó chóng mặt, vậy mà đi máy bay không ăn cái gì hết các bạn ơi, ăn vô là nôn ra, cho nên thôi mười mấy tiếng đi qua Mỹ mà khủng khiếp, không dám về lại Việt Nam luôn các bạn. Đi cái chuyến máy bay đó sau ở Mỹ được 1.5 năm hay sao đó thì mình mới về Việt Nam được một lần thôi, tới bây giờ là mười mấy năm rồi chưa về lại các bạn ơi. Thì khi tới phi trường đáp xuống sân bay Mỹ thì mình thấy rất là rộng lớn, mà cái không khí của nó lúc đó nó lạnh lẽo các bạn, vào tháng 9 rồi, tháng 8, tháng 9 nó mùa thu cũng lạnh lắm. Thì xuống mình mặc áo rất là mỏng xuống, nó lạnh khủng khiếp luôn. Cái gặp người thân ở trên ba chồng má chồng đi đón đó, anh chị chồng đi đón, xong cái thấy ba chồng hay má chồng gì đó mình không nhớ nữa, cái đưa cho mình cái áo khoác đang khoác trên người, thấy mình lạnh quá đưa, xong mình khoác lên. Ông xã của mình đi qua Mỹ cũng không có mặc áo khoác, tại vì bên đó nắng nóng quá. Qua bên này cái mình thấy lần đầu tiên mình bước xuống nước Mỹ là mình cảm giác là lạnh lẽo, mà mình tưởng tượng qua Mỹ là mình thấy chắc là đông người đó, giống như cái đường phố vậy, nhưng mà mình chỉ thấy xe thôi. Mình cứ nghĩ là bên Mỹ là người ta đi bộ rất là đông người đi qua đi lại, giống như mình coi ở trong phim, chắc ở bên New York cái thành phố nè mà người ta đi bộ, thì mình tưởng đông đúc như vậy. Thì lúc mình đáp máy bay thì mình ra mình chỉ thấy wow, ở Mỹ không thấy người đi bộ, ít lắm, toàn là xe, nhìn toàn là xe thôi. Rồi thấy rặng thông, rồi trời mưa bay bay, rồi lạnh làm sao mà nó buồn, giống như thời điểm bây giờ này các bạn, mùa thu đó, nó bay bay nó buồn khủng khiếp. Cái xong rồi mình kêu sao mà nó chán thế này, mình cảm thấy chán, mình thấy buồn nữa, rồi nhớ gia đình nữa. Xong rồi về tới bên phía nhà chồng, hồi đó mình ở bên nhà má chồng mình làm dâu 6 năm các bạn. Má chồng mình, ba chồng mình, rồi gia đình chồng mình cũng dễ thương lắm, không có làm dâu hay gì hết á, ở trong nhà vui vẻ lắm đó. Ba má chồng mình á, các bạn cũng thấy rồi đó, giống như bạn mình á chứ không phải má chồng nữa, giống như nói chuyện nhau như bạn gì đó, vui lắm đó. Thì ở đó được 4 tháng, được 4 hay 5 tháng thì mình cũng nhớ nữa, cái sanh em bé, sanh đứa con gái đầu tiên, bé Vi nhà mình đó. Wow, ở đó 6 năm trời, ở nhà và má chồng mình với ông ba chồng được 6 năm, xong sanh được 3 đứa con. Sanh được 3 đứa con xong rồi mới ra riêng các bạn. Ở đó dành dụm xong, sanh 3 đứa xong rồi mình mới có vốn rồi, vốn là 3 đứa con đó, xong ổng đi ra riêng. Ra riêng ở tới giờ đây, đây căn nhà này là căn nhà ra riêng đầu tiên của mình ở Mỹ. Mình mua căn nhà này chắc năm 2011, nhưng mà mình cho mướn mấy năm thì mình mới ra ở, tại ở ké nhà má chồng. Cho lợi đỡ tiền nhà, ở bên Mỹ đi mướn nhà ở cũng mắc tiền lắm các bạn. Một tháng là mình phải trả trên dưới 2.000 nha, cả tiền điện, cả tiền nước, cả tiền thuế rồi này kia, thì khoảng trên dưới 2.000, có khi hơn đó. Nhà mình ở mà mình mua rồi đó thì mình vẫn trả như vậy. Thì mình mua căn nhà mình trả tùy theo mình trả 15 năm hay 20 năm hay 30 năm. Nhiều người có tiền thì người ta trả hết luôn, còn mình không có tiền trả hết thì mình trả từ từ, mình trả một tháng bao nhiêu tiền đó thì trả từ từ nó cũng hết đó.
Thì ở Mỹ thì người ta tạo điều kiện cho mình có việc làm là mình có nhà ở ha. Tại mình có tiền trang trải trả cho người ta hàng tháng, là cái nhà đó tên tuổi của mình, sở hữu của mình. Nhưng mà quan trọng là mình có trả hết hay không. Mình trả xong căn nhà thì là xong. Ở Mỹ thì ít có ai mua nhà mà trả liền một lúc lúc các bạn. Trừ khi những người nào mà người ta có tiền sẵn, người ta bán cái nhà nào đó rồi người ta mua nhà mới, mà cũng ít có ai trả hết lắm, người ta để. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích, thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.